Video hôm nay Bảo Hoàng sẽ cùng với quý chị cũng như tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục đến tham quan một bất động sản có dòng tiền thu nhập khá là cao, diện tích lớn và tọa lạc tại một khu dân cư cũng rất là đông tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và ngay lúc này thì Bảo Hoàng đang di chuyển trên một trục đường, và đây là một trong những trục đường chính kinh doanh buôn bán đang hành nghề là khu chợ đêm của khu dân cư nơi đây. Đấy, ở đây thì mật độ dân cư rất là cao vì kế bên là những khu công nghiệp lớn, trong đó có khu công nghiệp VC1, khu công nghiệp Việt Hương, Sóng Thần, Đồng An, Nam Việt và rất nhiều những khu công nghiệp lớn trong khu vực bao quanh khu dân cư này. Vì vậy mật độ dân cư cao, buôn bán kinh doanh ở trong khu dân cư này thì rất là thuận lợi và rất là tiềm năng. Cho nên những bất động sản tọa lạc tại một trong những trục đường trong khu dân cư này thì có giá trị gia tăng trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai rất là lớn. Và đây là một trong những trục đường vuông theo hệ thống đường bàn cờ. Đấy, ở đây thì đường lớn, các phương tiện xe lớn, xe nhỏ có thể thoải mái ra vào trên những trục đường này. Đấy, xe 45 chỗ, xe 7 chỗ có thể thoải mái ra vào trên những trục đường trong khu dân cư này. Đấy, ở đây có rất nhiều biệt thự, đặc biệt là những khu biệt thự lớn, khu biệt thự Oasis 1, Oasis 2, Oasis 3 của phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tọa lạc trong khu dân cư này. Ở đây thì buôn bán kinh doanh rất là tấp nập, đặc biệt là những vị trí mặt tiền này thưa quý anh chị. Với đầy đủ những tiện ích cho cuộc sống chúng ta, có các siêu thị lớn nhỏ, trung tâm thương mại, các trung tâm vui chơi, dịch vụ giải trí, vân vân, đều có đủ trong khu dân cư này. Có trường học, có ủy ban phường, có khu chợ đêm, chợ rau củ quả và rất nhiều những tiện ích khác trong khu dân cư này. Và đây thưa quý chị, căn nhà mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý anh chị cũng như khán nhà mình trong video buổi chiều hôm nay đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Và đây xin được giới thiệu đến cả nhà. Vâng, căn nhà một trệt một lầu, hai nhà trọ ở phía sau và hai ký ốt ở phía trước, trên tổng diện tích đất là 300 m², đất phun thổ cư, xây dựng tự do một trệt 5 tầng lầu. Còn hiện tại đã có một căn nhà chắc chắn kiên cố, một trệt một lầu, hai nhà trọ và hai ký ốt, có dòng tiền thu nhập ổn định hàng tháng. Với trục đường phía trước mặt tiền là trục đường 16 m. Đấy, đường ở đây lòng đường là 8 m, vỉa hè đây là 4 m mỗi bên quý anh chị ha. Vỉa hè và lòng đường rộng, đường lớn, xe nhỏ có thể thoải mái ra vào trên trục đường này. Và ngay từ đầu video thì Bảo Hoàng đã chia sẻ đến cho quý anh chị với những hình ảnh trong khu dân cư có khu chợ đêm, trục đường lớn dẫn ra vào khu dân cư, gần với trung tâm vui chơi giải trí, nhà văn hóa, sân vận động, khu chợ đêm, khu chợ rau củ quả và những tiện ích như là trường học, rồi ủy ban phường, ngân hàng, bệnh viện, tất cả thì đều có trong 1,5 km đổ lại thưa quý anh chị, thì đều có đủ nhé. Còn ở cái bên dãy trọ mình cũng như là căn ký ốt thì có khu xưởng anh chị. Đấy, khu xưởng rồi dãy các ký ốt đối diện cũng như là liền kề kế bên căn nhà của mình. Có cả trường học này. Đây có trường học. Đây có trường học mầm non. Ở trong này thì dãy trọ rất là nhiều, vì nhu cầu thuê nhà trọ cho công nhân viên sinh sống và làm việc trong các khu công nghiệp rất là lớn. Cho nên là những dãy trọ trong này thường là full phòng, đặc biệt là cặp ký ốt và dãy trọ của căn nhà chúng ta thì gần như là full kín quanh năm. Đấy, người thuê quanh năm, tại vì gần cổng khu công nghiệp VC1, khu công nghiệp Việt Hương và gần cả cái trục đường lớn, cho nên là nhu cầu thuê nhà ở thì có quanh năm, gần như là không trống phòng. Đấy, hiện tại thì đã có hai ký ốt và hai dãy trọ đang cho thuê full, thu nhập ổn định hàng tháng với anh chị ha. Với hai ký ốt và hai dãy trọ này, ở giữa là hành lang. Đấy, 14 phòng
4 phòng trọ và 2 ký ốt quý anh chị ha. Ở dưới là hành lang này. Bảo Hoàng xin phép chị quay bên ngoài vì bên trong thì hiện tại người ta đang thuê, cho nên là vấn đề riêng tư cũng như an ninh cho dãy trọ Bảo Hoàng xin phép chị quay bên ngoài thôi. Nếu chúng ta muốn khảo sát thực tế bên trong cũng như là đàm phán về mức giá cho bất động sản này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng để chúng ta đến tham quan khảo sát trực tiếp và làm việc trực tiếp với chủ nhà. Mức giá thì hiện tại đang được chủ nhà chào với mức giá là 10 tỷ 500 triệu. Thì mức giá này thì còn vẫn thương lượng thêm với chủ nhà. Đấy, quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu muốn sở hữu một bất động sản có mặt tiền kinh doanh được, có nhà kiên cố, có dãy trọ, có dòng tiền thu nhập ổn định hàng tháng trên một lô đất diện tích lớn, vị trí trục đường lớn tại một khu dân cư đông đúc gần bên các cụm khu nghiệp lớn, thì hãy liên hệ sớm cho Bảo Hoàng để chúng ta đến tham quan khảo sát và làm việc trực tiếp với chủ nhà với bất động sản này cũng như những bất động sản trên kênh Nhà Đất Bảo Hoàng đang được Bảo Hoàng chào ra thị trường thông qua các nền tảng, đặc biệt là kênh YouTube đấy, với nhiều bất động sản từ chủ nhà gửi trực tiếp cho Bảo Hoàng chào ra thị trường để gửi tới quý vị, quý anh chị khách hàng với những mức giá rất là ưu đãi, diện tích lớn, vị trí đẹp, đa dạng về bất động sản tại thị trường bất động sản Bình Dương, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu tại các thị trường này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng hoặc có inbox tại phần bình luận của video, hoặc liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để đến tham quan khảo sát và sở hữu ngay cho gia đình mình một bất động sản vừa ý. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau.